Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 201. Bài này nằm trong khóa tổng ô lý thuyết hữu cơ phần xác định công thức cấu tạo đúng khi biết công thức phân tử. Ở đây cụ thể là hợp chất có chứa liter. Đó, nếu bạn nào mà theo dõi thì các em thấy rằng thầy sắp xếp theo trình tự đó. Đầu tiên là este đa chức, sau đó là gì nữa? Este của phenol và thứ ba là các em thấy hợp chất của liter rồi. Đó, nó có form đề giống nhau, vì thế thầy xếp nó cạnh nhau để các em tư duy được. Quay lại bài này, là cho các em C7H18N2O2 rất là lạ, nghe rất là ghê gớm. Như vậy để xác định được những cái chất X1 đến X4 này thì các em bắt buộc là phải sử dụng những phản ứng đặc trưng. Đó, những phản ứng đặc trưng. Thế phản ứng đặc trưng ở đây là cái gì? À, các em chỉ cần căn cứ vào cái X4 đấy này. Này biết ngay. X4 của thầy nó tạo ra tơ nylon 6,6. Thì suy ra X4 của thầy nó là axit. Axit phải đọc tên được nó và phải thuộc công thức của nó. Đó, axit này là axit epsilon amino caproic. Đó, các bạn phải nắm được. Axit này của thầy cộng với HCl thì ra cái gì? Ra muối. X3 là muối. Đó, muối. X1 cộng với 2HCl cũng ra X3, vậy là cũng ra muối. Như vậy, điều đó là khẳng định rằng là các em phải tìm ra được lần lượt từng cái một. Thì ở đây là thầy đã viết cho các bạn phương trình và xác định x, x1, x2, x3 đến x4 dựa vào những phản ứng này. Để các em hình dung. Thứ nhất, thầy tìm X4 trước. X4 của thầy chắc chắn phải là axit này rồi, axit epsilon amino caproic. Đó. Cái này là phải thuộc được. Thuộc từ bài polymer cơ. Bây giờ đến phần X1, thầy tìm được X1. Đó. À, X1 của thầy phản ứng với HCl trở về X3, đây X3 đây. Thì bắt buộc đây phải là X1 phải là muối, muối để chuyển về axit. Và cái này của thầy đó, cái này của thầy, cái này của thầy là cái gì? Là NH2 thì nó phản ứng với HCl ra muối, vậy là X3 trùng nhau này, X3 chính là muối đó. Tiếp tục, sau khi tìm được X3 rồi, tìm được X1 rồi đó, thì các em sẽ tìm ra X và X2. Thì thầy có cấu tạo như sau. Thứ nhất, đây phải đảm bảo là X1. Để đảm bảo là cái này là X1 thì suy ra cái X của thầy phải có cấu tạo tương tự như thế. Như vậy bắt buộc trừ đi thì phần còn lại của thầy chính là muối của amin, trừ đi còn lại CH3. Các em lấy trừ đi C7H18N2O2, trừ đi cả cái củ này. Đó, thì các em sẽ ra cái đoạn này. Như vậy bắt buộc X2 của thầy phải là methylamin. Đó, các em thấy rằng và cộng với nước. Thấy rằng rất là nguy hiểm đúng không? Bài là này liên quan đến liter thì nó liên quan đến hợp chất của amino acid này, NH2COH này, liên quan đến muối của nó nữa, muối của amin nữa. Như vậy sau khi tìm được x, x1, x2, x3 đến x4 thì các em quay trở lại trả lời mệnh đề. Người ta yêu cầu là mệnh đề là đúng. Vậy kiểm tra đáp án A chưa? X2 làm quỳ tím hóa hồng. X2 không làm quỳ tím hóa hồng mà X2 làm quỳ tím hóa xanh vì X2 khi hòa vào nước tạo ra môi trường bazơ. B, x và x4 đều có tính chất lưỡng tính. X và x4 đều có tính chất lưỡng tính, xem đúng không? X của thầy đây. X của thầy ở đây là có nhóm NH2 này. À đây rồi, ok đây rồi. Đây chính là muối của gốc này của thầy là muối của axit yếu và bazơ yếu. Như vậy chắc chắn X ở đây là lưỡng tính đây. Lưỡng tính ở chỗ này luôn. Đó, muối là lưỡng tính luôn. Tiếp theo là X4. X4 à X4 chắc chắn là có nhóm axit và nhóm amin lưỡng tính rồi. Vậy đáp án B là đáp án chuẩn xác rồi. Có lẽ đáp án B là các em sai ở chỗ là các em có thể quên mất cái x này. X này của thầy cũng là lưỡng tính này. Có thể các em bỏ qua nó. Vì thế có thể các em bị sai. Đáp án C. Phân tử khối của x lớn hơn so với x3. X gì ở đây của thầy đây. X3 đâu? X3 đây. Các em kiểm tra M lớn. Chắc chắn là kiểm tra xem nó như nào. Thì rõ ràng rằng nó bảo là x lớn hơn x3. Thì kiểm tra x3 sẽ lớn hơn x gì. Như vậy, sai. D. Nhiệt độ nóng chảy của x1 nhỏ hơn x4. X1 của thầy là muối. X4 của thầy đâu? Đây là amino acid. Hợp chất này có liên kết ion Na cộng với CO trừ. Như vậy hiển nhiên nó có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao hơn so với lại X4 rồi. X4 chỉ có liên kết cộng hóa trị thôi. May mắn thì có liên kết ion lưỡng cực nữa. Đó. Như vậy kết quả là đáp án ở đây chọn phải là B. Là đáp án chính xác.